Hoa Kỳ đang phát động chiến dịch chống viễn thông dưới nước của Trung Quốc. Các nguồn tin độc quyền nói với Reuters là Washington cảnh báo các đảo quốc Thái Bình Dương chống lại đề nghị hạ giá để lắp đặt một đường dây cáp Internet dưới nước tại Thái Bình Dương của công ty Trung Quốc Huawei Marine. Đây là dự án gần 73 triệu đô la, một phần do Ngân hàng Thế giới tài trợ, được thiết kế để đẩy mạnh Internet cho Nauru, Micronesia và Kiribati. Nguồn tin này nói, Washington đưa ra những quan ngại cho Micronesia, một động thái khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng giận dữ. Những nhận xét có liên quan của Mỹ hoàn toàn bôi nhọ những công ty Trung Quốc. Đây là một chuyện bịa đặt để đàn áp vô lý những công ty công nghệ cao của Trung Quốc. Một nước khác có dính líu đến là Nauru cũng báo hiệu mối quan ngại. Dù vậy, nước thứ ba, Kiribati, chọn hướng tiếp cận có lợi hơn cho Trung Quốc sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh vào năm ngoái. Các công ty viễn thông Trung Quốc đang bị theo dõi kỹ tại nước ngoài, đặc biệt là công ty công nghệ khổng lồ Huawei. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp lực các đồng minh loại bỏ công ty này ra khỏi những dự án hạ tầng cơ sở tương lai. Trên thực tế, Huawei đã từ bỏ công ty Huawei Marine vào năm ngoái. Tuy nhiên, đây vẫn là một công ty Trung Quốc và theo luật phải hợp tác với các cơ quan an ninh và tình báo của Bắc Kinh. Dự án đường cáp có thể đặc biệt rủi ro đối với Washington. Theo kế hoạch, đường cáp này sẽ nối liền với một đường cáp dưới biển khác, chủ yếu được chính phủ Mỹ sử dụng để kết nối với đảo Guam, một lãnh thổ của Mỹ và là một căn cứ quân sự quan trọng. Giá thầu của Huawei Marine thấp hơn các đối thủ hơn 20%. Mức giá này giúp Huawei Marine có nhiều cơ hội thắng thầu. Tuy nhiên, theo như các nguồn tin, dự án hiện đang bế tắc do các nước và các đơn vị liên quan không thể tìm được tiếng nói chung.